Chuyên mục chi trả dịch vụ môi trường rừng vì tương lai xanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu đem lại hiệu quả của chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng là cách quản lý sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng của các chủ rừng. Do đó, sau khi được tuyên truyền phổ biến và hướng dẫn, các chủ rừng trong toàn tỉnh đều chủ động vận dụng các kiến thức đã được tiếp thu để quản lý sử dụng nguồn tiền được hiệu quả trong thực tiễn. Chuyên mục hôm nay chúng tôi sẽ đề cập cụ thể cách làm của các chủ rừng tại huyện Tuần Giáo. Cuối chuyên mục là ghi nhận của phóng viên chuyên đề từ một cuộc diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 ở thành phố Điện Biên Phủ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tranh thủ vào mỗi buổi tối khi bà con đã rời nương về nhà, đại diện Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tuần Giáo, một chủ rừng là tổ chức, thường làm việc với đại diện các bản nhận khoán quản lý bảo vệ rừng để nắm bắt việc quản lý sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng ra sao. Đây là buổi làm việc giữa đại diện ban với đại diện bản Khua Trá, xã Phỉnh Sáng. Tại đây, ngoài việc tìm hiểu nắm bắt về mục đích sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng, đại diện Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tuần Giáo còn nắm bắt cả cách quản lý nguồn tiền từ chính sách dịch vụ môi trường rừng của bản ra sao. Về sử dụng tiền ấy thì anh làm như thế nào để cái là người dân người ta nắm được hay là cái tổ mình biết được ấy, thì là anh làm cách nào? Đấy thì gọi là cái sử dụng tiền ấy thì chúng tôi ghi vào quyển sổ của ban quản lý phát và đấy thì ghi vào sổ. Xong khi nào mà có cuộc họp dân thì chúng ta triển khai cho người dân. Để chúng ta đã sử dụng hết tuần này. Đấy, chúng tôi đi công khai buổi cuộc họp đấy. Chứ còn cái cách mà quản lý tiền thì chúng tôi trích từ cái tiền quý đi mua một cái kết sắt. Để mà chúng tôi bầu một tổ để quản lý sử dụng quý. Thì cái kết sắt là chúng tôi để tại nhà trưởng bản. Còn ông thủ quý là giữ chìa khóa. Khi sử dụng đến tiền thì chúng tôi phải gọi 3 người lên thì để mà chúng ta mới mở kết để mà lấy số tiền mà chúng ta lập danh sách xong thì mới trích tiền. Đây em xem cái chỗ của các anh chi. Đây, anh ghi chép. Thì đây, ví dụ như là trước khi đi thì cho ai đây đúng không? Sau khi về đây. Mua những cái gì là các anh cũng ghi vào đây. Cũng rất là chi tiết. Cũng trên cơ sở các nội dung cần kiểm tra về cách quản lý sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tuần Giáo thường duy trì việc này với tất cả các cộng đồng nhận khoán quản lý bảo vệ rừng để nguồn hỗ trợ từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được phát huy hiệu quả. Khi mà có những cái đợt tạm ứng tiền dịch vụ và thanh toán tiền dịch vụ thì là đơn vị cũng nhận tiền từ Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng và mở tài khoản của các cộng đồng, sau đó là chuyển số tiền đấy đến từng cộng đồng theo cái đơn giá được thông báo của quỹ. Khi nhận tiền về thì là đơn vị cũng cử anh em là phối hợp cùng với bản họp dân để hướng dẫn bản sử dụng tiền. Xong 1 tháng 2 tháng thì đơn vị có cái kế hoạch đi kiểm tra các cộng đồng về cái việc là ghi chép và sử dụng tiền trong sau cái thời gian mà đã được phát. Thì báo cáo chị là qua kiểm tra thì cơ bản là các cộng đồng cũng thực hiện đảm bảo theo những cái hướng dẫn và cũng có những tồn tại thì ngay lập tức là đơn vị cũng hướng dẫn bản để ghi chép và sử dụng tiền đảm bảo theo đúng quy định. Cũng bởi có sự kiểm tra giám sát chặt chẽ và được hướng dẫn quản lý sử dụng kịp thời đầy đủ nên tất cả các bản đều có những cách làm nhất định để nguồn hỗ trợ từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được sử dụng phù hợp hiệu quả, nhất là trong hoạt động bảo vệ rừng. Hầu hết các bản đều thống nhất trích một phần nhất định để chi cho việc duy trì hoạt động quản lý bảo vệ rừng. Bởi đó cũng là mục tiêu cuối cùng của chính sách. Cái bảng phần sáng chúng tôi họp thống nhất là sẽ chỉ trích cho 10%. 10% thì ví dụ như được 100 triệu thì sẽ trích được 10 triệu. Được 200 triệu thì trích cho 20 triệu. Thì cái số quý này là mình sẽ để cho ban cho tổ hoạt động đi tuần tra này, phòng cháy chữa cháy này, mà tất cả toàn dân bản phần sáng. Người chúng tôi có thể huy động, người nào đi được chúng ta sẽ trả công người đấy. Còn bây giờ có cái kinh phí này thì mình đi thì mình có thể là mua sắm như là mì tôm này, hay là thức ăn nho nhỏ như là cá khô này. Mà cái về lúc về thì chúng tôi có thể là mua vài con gà này, mấy con ngan này, bổ dưỡng sức khỏe cho anh em.
Với bản Hới Trong, xã Quài Tở cũng là một trong những chủ rừng lạc cộng đồng, hàng năm được hưởng tiền hỗ trợ bảo vệ rừng từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Tuy số tiền bản nhận được hàng năm không lớn, nhưng đó cũng là động lực giúp bà con nhận thấy được lợi ích của việc bảo vệ rừng, không chỉ ở giá trị về bảo vệ môi trường sống, mà còn giúp bà con có thêm nguồn thu. Bởi vậy, việc quản lý nguồn tiền từ chính sách sao cho đảm bảo đúng quy định cũng được cộng đồng coi trọng và thực hiện, quản lý, sử dụng tuần tự như đã được tập huấn, hướng dẫn. Đơn cử như trong việc mua sắm bất kể một thứ gì đó cho cộng đồng cũng đều có sự thống nhất chung và công khai rõ ràng. Mua bàn ghế thì ví dụ bản thống nhất là mua là 3 bộ bàn ghế với 100 cái ghế thì cũng có là có nhà bên bán hàng đấy, cũng là đưa vào đến từng nhà có giấy biên lai cho thông báo cho dân để dân xem để thống nhất giá cả. Ví dụ giá cả thị trường bàn ghế thế nào để công khai với dân. Cũng dân cũng sửa cái nghi ngờ giá cả chênh lệch này khác đấy. Thì trong tổ ba đồng chí cùng đồng bản đại diện đấy mua cũng có giấy tờ để cho dân xem ở biên lai mua hàng đấy. Ngoài việc nhận thức được ý nghĩa của chính sách, các chủ rừng còn thấy được tầm quan trọng của việc quản lý, sử dụng nguồn hỗ trợ khi được nhận đến tay. Với cộng đồng bản Ten Hon, xã Tênh Phong này, dù bản có cách sử dụng nguồn tiền dịch vụ môi trường rừng không giống với nhiều chủ rừng là cộng đồng khác ở huyện Tuần Giáo, nhưng mục đích sâu xa vẫn là nhằm bảo vệ rừng. Hôm nào cũng khó khăn như nhau thì cái tiền là tiền trong của là cộng đồng là bà thì bà con cũng nhất trí, thế nên thì mình cũng là chia đìa cho bà con để là sử dụng là cái thiện với gia đình, là có mua có hộ thì có rất là cần tiền để mua máy móc để phục vụ gia đình, nhưng máy là tết ngô là máy là thải rau lợn à, các thứ là mua một có hộ thì nó cần thiết là mua một cái giống về vật nuôi, về nuôi là phục vụ gia đình. Thế là mình cũng thống nhất là bạn ấy cũng nhất trí như thế này thì mình cũng là cái quý của nó thì cũng là chia đều cho bà con. Ngay như ở xã Nà Sánh cũng vậy, việc quản lý sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng đều được thực hiện tuần tự theo quy định như đã được phổ biến hướng dẫn. Chủ rừng cộng đồng này cũng đã quen với cách quản lý sao cho đảm bảo công khai, minh bạch, phát huy được tác dụng của nguồn hỗ trợ. Cái số tiền đấy thì để nó công khai minh bạch thì được lấy việc về thì họp dân, dân nhất trí cao mà sử dụng đúng mục đích. Không có dấu hiệu gọi là vi phạm pháp luật. Cái giấy tờ liên quan thì mua bán phải có giấy tờ đấy, ký cọc đầy đủ giữa nhân dân và công tác quản lý. Nếu mà năm tới vẫn có cái chi trả dịch vụ này thì cũng sẽ phải họp dân làm những gì, phải thông qua với dân mà dân nhất trí thì làm công việc nó hiệu quả thì nó cứ làm thôi. Với chủ rừng là cộng đồng bản Ly Xôm, xã Triềng Sinh này cũng có cách quản lý nguồn tiền dịch vụ môi trường rừng tương tự như các chủ rừng khác. Nhưng với cộng đồng nơi đây, việc sử dụng tiền chủ yếu phục vụ cho hoạt động của tổ quản lý bảo vệ rừng của bản. Còn lại, bà con thống nhất để làm quỹ chi cho các hoạt động chung của bản. Bà con tôi là có một quỹ ước riêng cho bà con ký vào xong rồi thống nhất để chi các mục. Nộp các khoản về xã, về các mục này mới lại ủng hộ này, mới lại tiền chi cho đội văn nghệ bản này, mới lại đội thể dục thể thao này, mới lại còn cái phần khác thì chúng tôi chi thừa dư ra thì chúng tôi mua bàn ghế này, mới lại để cho bà con tổng kết cuối năm. Đấy, còn cái phần sau khi tổng kết cuối năm xong thì chúng tôi tất toán lại cái chỗ chi tiêu ấy lại, xong rồi số tiền dư thì chúng tôi để trong quỹ của bản để sau này có cái việc gì xảy ra như cháy này, chữa cháy, chữa giếc thì chúng tôi lại chi cho bà con công cứ chữa cháy đấy cho bà con. Cách làm của mỗi chủ rừng trong quản lý sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng ở Tuần Giáo dù có sự khác nhau nhất định, nhưng về cơ bản đều được thực hiện đúng như quy định, hướng dẫn. Nhờ sự chủ động tiếp cận, ghi nhớ và áp dụng triệt để cách quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng, nên chính sách này ở Tuần Giáo những năm qua đã cho thấy hiệu quả rõ ràng trong thực tiễn. Thưa quý vị và các bạn, cũng nhằm mục đích
quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, mỗi địa phương đều có những việc làm cụ thể để thực hiện hàng năm. Thành phố Điện Biên Phủ cũng vừa tiến hành cuộc diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 đã đem lại hiệu quả nhất định. Phóng viên chuyên mục cũng đã ghi nhận toàn bộ nội dung cuộc diễn tập. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Ghi nhận tại phần thực hiện giai đoạn 1 của cuộc diễn tập là tổ chức chuẩn bị ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn, cho thấy Ban Chỉ huy về phòng cháy chữa cháy rừng thành phố Điện Biên Phủ đã đặt tình huống giả định, đánh giá tình hình, điều chỉnh kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn một cách cụ thể chi tiết. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ huy tiếp tục giao nhiệm vụ bổ sung, tổ chức hiệp đồng, bảo đảm triển khai biện pháp ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn. Theo đó, giả định tình hình thời tiết mùa khô năm 2023 trên địa bàn thành phố chịu ảnh hưởng chung diễn biến thời tiết của tỉnh, được nhận định, đánh giá có nhiều diễn biến phức tạp. Nhiệt độ luôn ở mức cao, khô hanh kéo dài từ trung tuần tháng 9, mực nước ở các con sông suối, ao hồ xuống thấp. Các thảm thực vật chết khô, dễ cháy và dự báo cháy rừng thường ở cấp cực kỳ nguy hiểm. Từ trung tuần tháng 9 đến nay, trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ đã xảy ra 3 vụ cháy rừng tại các xã Mường Phăng, Bá Khoang và Nà Nhạn, thiệt hại 12 hectare rừng. Cuộc diễn tập đã lựa chọn xã Thanh Minh là địa điểm để tổ chức phần thực hành ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn. Theo đó, tại xã cũng tiến hành 2 hội nghị cho phần tổ chức chuẩn bị ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn. Tình hình diễn biến thời tiết và diễn biến rừng trên địa bàn xã Thanh Minh được giả định là do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng và khô nhiều. Địa bàn xã đã qua 37 ngày không có mưa, dẫn tới các thảm thực vật trên địa bàn bị chết khô, tạo nên vùng có nguy cơ cháy trên diện rộng. Đồng thời giả định cụ thể về thời gian, địa điểm, quy mô vụ cháy để Ban Chỉ huy đưa ra phương án chữa cháy. Ở phần thực hành ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn được thực hiện tại bản Púng Tôm, xã Thanh Minh. Tại đây, mọi điều kiện cho cuộc diễn tập đã được sẵn sàng sau nhiều ngày chuẩn bị. Diễn tập ứng phó cháy rừng của thành phố thì năm 2023 dưới sự lãnh đạo của Thường trực Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố thì đã huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc và quân sự, công an, kiểm lâm là 3 lực lượng nòng cốt để thực hiện nội dung này. Thế thì về lực lượng, đợt này chúng tôi huy động là hơn 600 cán bộ nhân dân, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Thế và về phương tiện ấy, thì huy động đầy đủ các loại phương tiện để bảo đảm chữa cháy. Trong đó những cái phương tiện chữa cháy cao như xe cứu hỏa thì đã phối hợp phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh để thực hiện cái nội dung này. Đã huy động được 5 xe chữa cháy. Thế và đến giờ phút này thì các cái lực lượng là bảo đảm và phải nói là về cái lực lượng của xã Thanh Minh, bà con nhân dân và cấp ủy chính quyền của xã là rất tạo kiện, đã huy động được lực lượng tối đa để thực hiện nhiệm vụ. Tại phần thực hành được thực hiện với tình huống giả định, vào lúc 8 giờ 30 ngày 16 tháng 11 năm 2023, tại khu vực sản xuất thuộc tiểu khu 717A, khoảnh 5, bản Phúng Tôm, do vô ý của một số hộ dân khi phát cỏ đốt thực bì làm nương, không tuân thủ theo quy định đã để xảy ra cháy lan sang một phần khu vực rừng phòng hộ. Sau 2 giờ, nhân dân tại chỗ đã tập trung ứng phó nhưng không ngăn chặn được đám cháy. Qua diễn tập đã giúp người dân hiểu rõ hơn về cách ứng phó với cháy rừng. Khi có đám cháy xảy ra trên địa bàn thì cũng tức là trưởng bản người ta thông báo đánh cảnh để phòng cháy chữa cháy rừng, thì đi chữa cháy thì mình sẽ cầm dao với lại cầm cái vỉ để dụng cụ để dập lửa. Trước khi đến đám cháy thì mình phải xem cái đám cháy đấy thì mình sẽ không đứng ở trên hướng gió, đứng ở phía ngoài mà chúng ta sẽ dập lửa theo cái kỹ thuật đã được tập huấn. Dập lửa thì mình ở gần cái đống đám cháy và đứng ở ngoài hướng gió để đảm bảo an toàn cho bản thân, và cũng dùng cái bỉ dập lửa và cái dao để phát những cái đấy cái cỏ, tất cả các cái cỏ, tức là mình khoanh cái chỗ đám cháy đấy để không cháy lan ra phía ngoài. Tiếp tục tình huống giả định,
Trước tình hình nguy cơ cháy rừng lan rộng sang khu vực rừng phòng hộ tại bản Púng Tôm và các khu vực khác là rất cao, Ủy ban Nhân dân xã Thành Bình đã huy động lực lượng phương tiện tại chỗ tham gia ứng phó, chữa cháy. Nhưng do thời tiết nắng nóng lâu ngày, thảm bì thực vật khô dày kết hợp gió thổi dẫn tới đám cháy lan ra trên diện rộng. Lực lượng phương tiện của xã không đủ khả năng để ứng phó. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố xin tăng cường lực lượng phương tiện để chữa cháy. Theo đó, tổng lực lượng được huy động tham gia diễn tập lên tới trên 600 người, sẵn sàng với mọi tình huống và làm đúng chức năng nhiệm vụ của mình. Mọi dụng cụ lớn nhỏ, các phương tiện từ thô sơ đến phương tiện chữa cháy cao sẵn có đã được huy động tối đa để dập lửa. Sau ít giờ, các đám cháy đã dần được khống chế và dập tắt. Trong quá trình chữa cháy rừng, nhiều tình huống giả định đã được đặt ra. Từ sự việc người dân bị mắc kẹt trong rừng, bị thương, bị ngất do ngạt khói, v.v. Các lực lượng chức năng như dân quân, công an, cảnh sát cơ động, y tế đã tiến hành tìm kiếm và cứu nạn. Qua các tình huống tại cuộc diễn tập đã cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng. Mỗi lực lượng cũng đã thấy rõ được vai trò nhiệm vụ của mình đối với công tác bảo vệ rừng nói chung, phòng cháy, chữa cháy rừng nói riêng. Qua cái đợt diễn tập này thì chúng tôi cũng nâng cao được cái tinh thần trách nhiệm, cũng như là cái được tích lũy thêm được cái kinh nghiệm, cũng như là cái cách mà xử lý và khi có xảy ra cháy rừng. Và nếu như mà thực sự mà có đám cháy xảy ra tại địa phương thì trên thực tế thì cũng đã có rồi, nên chúng tôi cũng đã cũng có cái kinh nghiệm, tích lũy thêm một cái kinh nghiệm mà cũng có cái cách xử lý luôn cho nó hiệu quả. Và qua cái đợt này thì chúng tôi cũng rất là có nhiều kinh nghiệm để mình thực hiện tốt. Công an thành phố Điện Biên Phủ cũng thường xuyên với phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thành phố thì cũng cùng với lại các ban ngành đoàn thể cũng thường xuyên xuống các địa bàn nắm tình hình về vấn đề là an ninh trật tự, thứ hai nữa là về vấn đề phòng chống cháy rừng. Lãnh đạo công an thành phố cũng luôn chỉ đạo cán bộ chiến sĩ luôn luôn sẵn sàng nắm các vấn đề về phòng cháy rừng của trên địa bàn thành phố để có những cái biện pháp giải pháp để xuống phối hợp với lại bà con nhân bản. Một trong những yếu tố mà cuộc diễn tập hướng tới là giúp người dân cũng như các lực lượng nắm bắt rõ quy trình kỹ thuật chữa cháy rừng. Bởi với nhiều người, nhất là người dân, ít ai đã nắm bắt rõ được kỹ thuật chữa cháy rừng, cũng như làm đúng quy cách dập lửa. Qua cuộc diễn tập này là điều kiện để mọi người dân nâng cao khả năng chữa cháy rừng. Điều này tác động không nhỏ tới hiệu quả phòng cháy chữa cháy rừng của địa phương. Qua cuộc diễn tập này thì cái ý thức của người dân trong cái công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng được nâng lên, đặc biệt là năm xã có rừng trên địa bàn thành phố về kỹ được qua cuộc diễn tập này họ có kỹ năng để thực hiện trong cái công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Thứ nhất về cái kỹ thuật thì là về kỹ thuật khi mà chữa cháy thì chủ yếu là kỹ thuật chữa cháy trực tiếp để làm sao khống chế ngọn lửa được cách nhanh nhất, tránh gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân. Khi mà tham gia chữa cháy thì thái độ và tác phong của người dân là nhanh nhẹn và chủ động hơn trong cái công tác phòng cháy chữa cháy rừng và chữa cháy rừng. Cũng qua cuộc diễn tập này đã giúp cho cấp ủy chính quyền các xã phường ở thành phố Điện Biên Phủ nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo về phòng cháy chữa cháy rừng, đồng thời cũng tác động đến nhiều tầng lớp nhân dân về nhận thức cũng như ý thức bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Thông qua cái cuộc diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn của thành phố năm 2023 đã giúp cho cấp ủy chính quyền địa phương rút ra một số cái bài học kinh nghiệm. Thứ nhất là trong công tác lãnh đạo chỉ đạo là cần thường xuyên tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương đến các cái tổ chức đoàn thể, đặc biệt là công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức về phòng cháy chữa cháy rừng cho cán bộ đảng viên nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Thứ hai nữa là thường xuyên nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, đặc biệt là các cái chủ rừng sống ở các cái ven rìa rừng để làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng. Mục đích khác của cuộc diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 ở thành phố Điện Biên Phủ là nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng khi có tình huống cháy rừng xảy ra, đồng thời điều chỉnh bổ sung kế hoạch quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng sát với thực tế của địa phương. Và đến đây, chuyên mục chi trả dịch vụ môi trường rừng vì tương lai xanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.